Sánh bánh in nguyệt và bánh in phượng có gì khác nhau mà hot nhất tấp tớp như vậy? Bánh in nguyệt tôi mua hai cái có giá 35 cành, còn bánh in phượng tôi mua có giá hai cái là 50 cành. Không hiểu sao thì bánh in nguyệt nó rẻ hơn là bánh in phượng nha. Về cái bao bì thì in ấn nó sẽ khác nhau xíu nè mọi người, nhất là cái kiểu chữ. Còn về thông tin sản xuất thì kiểu bên phượng là thông tin sản xuất của phượng, còn bên nguyệt là thông tin sản xuất của nguyệt, kiểu vậy thôi á. Tôi làm bánh in phượng rất nhiều bạn kêu tôi review bánh in nguyệt luôn, hai cái tôi thấy nó na ná giống nhau luôn á mấy bà. Về từ cái giao diện nè, bên trong lẫn bên ngoài là nó na ná nhau luôn á. Rồi bây giờ tôi sẽ mở bên trong của từng cái nha. Bánh in nguyệt á, tôi mở ra cái phần bên trong nó dẻo hơn là bánh in phượng, nhưng không hiểu sao á, tôi lại cảm giác á là bánh in nguyệt á, cái vỏ bên ngoài lại khô hơn là bánh in phượng nha. Với lại nó có cái mùi bánh in á, kiểu như là bánh in nguyệt á có cái mùi mà đặc trưng của bánh in hơn là cả bánh in phượng. Tại tôi thích cái bánh in phượng á là cái mùi nó không có cái mùi của bánh in, nhưng mà cái phần nhân ở nhà của bánh in nguyệt cũng rất là dẻo luôn nha mấy bà ơi. Kiểu dẻo nó có như là cơm dẻo trong đó vậy đó, và có cái dừa sần sật lại nữa. Về phần nhân tôi sẽ thích của bánh in nguyệt hơn, nhưng mà về phần vỏ tôi lại thích là bánh in của bánh in phượng hơn. Kiểu nó không có bị quá ngọt, nó xốp xốp ăn nó cũng đã hơn. Bánh in phượng, bánh in được mua nhiều nhất tấp tấp, với số lượng bán là 35.000 cái cho một đầu linh đó mọi người ơi. Hai cái này tôi mua với giá là 50 cành. Phía sau là in cơ sở sản xuất các kiểu luôn nha. Rồi ở trên là có cái tên là phượng luôn nè mọi người ơi, chuyên nghiệp ghê. Mở ra cái bánh nó thơm lắm mọi người, và điểm đặc biệt là cái bánh in này nó lạ lắm nha. Nó cực kỳ dẻo luôn nè mấy bà ơi. Trời ơi, tôi bẻ miếng nào là miếng nó dẻo quẹo. Tôi là một đứa không thích ăn bánh in, à phải nói đúng là không biết ăn bánh in luôn. Mà cái bánh in này nó lạ lắm mọi người ơi, bên ngoài nó xốp xốp dẻo dẻo, mà bên trong á mọi người dạng như nó như là cơm dừa vậy đó mọi người ơi. Nó dẻo cực kỳ luôn, mà nó không có bị ngọt nha mọi người ơi, mà ăn như nó dính răng lắm luôn á. Kiểu xé một miếng ăn là mình phải bẻ thêm một miếng nữa ăn vậy á. Cảm giác như cái phần nhân nó có cớm nữa hay sao mà nó dẻo lắm nha, trúng với cái sợi dừa nó sực sực một cái ăn nó lạ mà nó ngon nha. Ban đầu cầm cái bánh lên tôi nghĩ làm sao mà ăn hết được nguyên cái này, nhưng mà ăn vô rồi mới hiểu mấy bà ơi. Trời, cái thật sự là nếu mà ăn được là ăn được một cái bình thường, mà tại nó không có bị ngọt. Lạ một cái nữa là nó không có một cái mùi bánh in thông thường như là mình thường ăn luôn mấy bà ơi. Thì sự cái bánh này nó lạ nha. Nhưng mà ai thích ăn cái bánh nào mà dẻo dẻo mà kiểu dạng dính răng là ăn cái bánh này đúng gu nè. Quán bánh khò cối đá hiếm có khó tìm ở Sài Gòn. Phần bột bánh là được quán tự tay xay bằng cối đá. Không gian quá là bếp mở nên bạn có thể coi được mấy anh đầu bếp chiên cái bánh khọt hơi bị đỉnh cao. Và ưu điểm của việc xay bột bằng cối đá là sẽ giúp cho cái bánh khọt nó được giòn hơn rất là nhiều. Bên trên mặt bánh còn có thêm một lớp cốt dừa béo ngậy. Mỗi lần qua đây ăn là tôi phải gọi tận 3 phần lượng bánh khọt hải sản. Giá là 108 cành và một phần bánh khọt trứng cút thịt bằm giá chỉ có 65 cành thôi. Mỗi phần sẽ có tầm từ 7 đến 10 cái. Kèm sẽ là một cái dĩa rau siêu to và thêm nữa là một dĩa đu đủ giòn vàng. Với tôi là ưng nhất là cái chén nước mắm ở đây nha, linh hồn của món này luôn. Và đây là cái món cực kỳ độc lạ luôn, bánh khọt trứng muối nha mọi người. Phần hải sản thì được tươi khỏi nói rồi, gồm có cả tôm mực, thanh cua, sò điệp nữa. Còn về cái trứng muối này, dùng nửa cái trứng muối cho mọi cái bánh khọt luôn nha, có cả trà bông luôn. Anh chủ quán ở đây là có thâm niên làm bánh khọt cực kỳ lâu năm rồi. Bánh khọt thì vỏ bên ngoài giòn rụm, bên trong thì bé béo của cốt dừa. Phần tất bên hải sản ở trên thì con nào cũng muốn nụ. Trước đây là tôi đã từng ăn bánh khọt ở đây rồi, mà nay quay lại vì nghe được cái tin là từ bánh khọt lên tới nhà hàng luôn. Bán tất cả các món đặc sản của nhiều vùng miền, giống như cái món giòn này nè là đặc sản của Quảng Ngãi. Và đặc biệt là mỗi món ăn ở đây sẽ đi kèm đúng chính xác cái chén nước chấm của đúng cái món, nên là món nào ăn đúng điệu theo kiểu món đó. Cái món tráng miệng đậu hũ đường đen thì nó cũng ngon một cách kỳ lạ. Đã vậy không gian như một cái nhà hàng cực kỳ xịn sò. Đây là nhà hàng cối đá chi nhánh, tôi đi là chi nhánh quận 7 thôi, nhưng mà nghe đâu ở đây có hai cái chi nhánh lận. Làm bánh kim chi mà Harry trong gia đình và số 1 cực kỳ đóng đảnh lại rất yêu thích. Đầu tiên là mình phải có kim chi nha, sau đó sẽ cho bột mì vô rồi trộn với lại kim chi nè, thịt bằm nè, xúc xích nữa nha. Nhớ cách khoanh tròn tròn lại như tôi vậy nè. Harry là chỉ thích ăn thịt sườn thôi mọi người ơi, mà cái bánh kim chi này vừa dọn ra thôi là bà ăn lấy ăn để luôn. Tôi là tôi tin vào gu ẩm thực của Harry nha mọi người ơi, tại trời ơi, cá đuối mà còn bà còn ăn được mà. Kim chi mấy bà nhớ sắc nhỏ ra nha, để mình trộn vô cho nó hòa, cho nó đều với nhau nữa. Món này á thì mình không cần nêm nếm gì hết trơn á mọi người ơi, chỉ cần cho cái nước kim chi vào thôi. Nếu mà không đủ thì mình cho thêm một xíu nước vô nữa nha. Bây giờ mình sẽ bỏ lên chảo rồi chiên đều hai mặt thôi nè. Cái này nếu mà theo cá nhân tôi thấy các bạn nên vỏ nhiều bột xíu nha, không thôi nó sẽ hơi bị nát ra vậy á. Tại vì nó thiếu một xíu bột để kết dính lại cái bánh kim chi này. Nhưng mà để cho nó xém xém hai mặt là mình lấy ra là ok nha mấy bà. Tại cái bánh kim chi của tôi bỏ thịt bằm với lại xúc xích hơi nhiều á, nhưng mà không sao, ăn vậy cho nó ngon. Mọi người thích ăn nhiều tấp bình không nha. Có nêm nếm bất cứ cái gì luôn, chỉ dùng cái kim chi ăn thôi, nhưng mà ngon lắm mọi người. Wow, không có nêm nếm bất kỳ gia vị gì nha. Bánh lava tan chảy cực hot tại Thái Lan nay đã có mặt tại em á. Sau cái thời đình đám của bánh kết tết và bánh đồng xu thì nay em mắc lại có một cái loại bánh mới cực kỳ đỉnh cao và độc lạ. Hồi đợt tôi đi Thái là tôi đã thấy cái bánh này nó hot rồi nha mọi người, nhưng mà bây giờ đã có tại em mắc luôn nên tôi quất mỗi cái một hộp mang về luôn nè. Quầy bánh là nằm ngay cái quầy thu ngân luôn nha, không có sợ phải xếp hàng như hai loại kia. Bánh sẽ có hai vị là vị trứng muối và vị ovaltine. Cái vỏ bánh này tao nói nó mềm mịn núc ních cực kỳ luôn nha, và khi bẻ ra bên trong thì tao nói ngập ngụa kem luôn nè mọi người. Cái màu vàng này là trứng muối nha mọi người ơi, nhìn nó rất là đầy ủ nhân luôn. Cái phần vỏ bên ngoài á dẻo
dẻo nha mọi người, nhưng mà nó làm từ bột bánh chứ không phải là bánh mochi đâu. À đúng rồi, giống như lại cái vỏ bánh bía đó mọi người ơi, đúng chuẩn gu của tôi luôn. Còn phần bên trong á thì nó béo nha, hòa quyện cùng cái vỏ bánh và cái phần nhân. Đó, cái chất vỏ bánh là mình càng kéo nó càng dẻo ra vậy nè, nhưng mà tự nhiên nó không phải là bánh mochi, nó không có bị dai. Ai mà thích nhẫn nhẫn xíu chọn bánh Ovaltine nha mọi người, cái phần nhân bên trong là phần nhân sô cô la Ovaltine đó, nên nó rất là thơm luôn và có độ nhẫn nhẹ. Cái vị cuối cùng này mới đỉnh nè mọi người, nó là vị trà sữa thái đỏ nha, cái vị của nó y hệt như trà sữa thái đỏ của trà cha cha mu luôn. Mà thiệt sự bây giờ một hộp như vậy có 40 cạnh nè mọi người, rẻ hơn gấp nửa lần so với lại cái giá mà sách tay của mấy bạn mua bên Thái về. Thì em hiểu kỹ á thì bánh lava này xuất xứ từ Thái Lan của tiệm bánh April Bakery ở Thái Lan, và hiện tại là đã bán trên các hệ thống siêu thị ở Việt Nam như là EMAX, Eomomon, siêu thị Bixi, Gopmart, Gop Food và Kinh Food nữa nha, và trên các kênh bán lẻ của An Nhiên Food. Một ổ bánh mì 65 cành mà muốn ăn là phải xếp hàng thật là dài. Một ổ bánh mì bằng một tô phở thập cẩm mà muốn ăn là phải xếp hàng dài vậy á. Về khẩu vị chưa biết sao chứ bánh mì Bình Hoa mỗi lần đến mua là chưa bao giờ làm tôi thất vọng vì sự chờ đợi. Nhưng mà ta nói cái tủ thịt lúc nào nhìn cũng mờ lem cực kỳ luôn. Ta nói đầy ắp thịt và đồ ăn. Trong quán lúc nào cũng cả chục nhân viên mà lúc nào cũng làm luôn tay luôn chân. Và có nhiều khi á đi vào buổi trưa nha mọi người, cực kỳ nắng luôn mà vẫn phải xếp hàng dài thiệt dài. Một ổ cũng bao gồm một cái bao tay nè, khăn giấy nè và đồ chua sẽ được để riêng nha. Và đây ổ bánh mì 65 cành nè mọi người. Tính ra là cái giá này nó còn hơn cả tô phở thập cẩm luôn á. Trong đây sẽ bao gồm trà bông nè, một lớp pate dày cỡ và rất là nhiều đồ ăn. Thịt chả miếng nào cũng cắt siêu dày hết á. Sau đó mình sẽ cho đồ chua vô nha. Rồi, bây giờ coi tôi cắt đôi coi bánh mì nè, nhìn là thấy mờ lem liền. Và đỉnh cao trong lòng tôi nhất là pate của Huỳnh Hoa nha mọi người ơi, không quá mặn nhưng mà cũng không quá nhạt đâu, tôi rất là thích luôn. Một ổ này á thì tôi thấy không có nhiều topping bằng bánh mì bà Huỳnh đâu, tại vì bánh mì bà Huỳnh là có thêm chả bò nữa, nhưng mà nhìn chung á thì nó cũng bằng nhiều bằng nhau á. Nhưng mà gu của tôi là pate của bánh mì Huỳnh Hoa nha, ăn cực kỳ ngon và dính luôn. Tôi rất là thích ăn bánh mì Huỳnh Hoa mọi người ơi, nhưng mà mỗi lần ăn là chỉ có nửa ổ thôi. Bánh mì bò nướng Campuchia được diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khen ngon xuất sắc thì liệu có gì đặc biệt? Xuất sắc quá mọi người ơi. Cái phần gia vị của nó á, trời ơi, ướt mặt thấm từng ly từng ly. Cái quán bánh mì bò nướng Campuchia này là nổi tiếng nhất khu Cống Quỳnh luôn. Đi ngang thấy nguyên cái tủ thịt nướng và cái vị nướng của quán thôi là thấy mờ lem liền. Trời ơi, mọi người nhìn cái bơ nè. Đây là cái bơ làm nên tên tuổi của bánh mì luôn đó mọi người. Nếu mà một ổ mua về là mình sẽ được chát bơ đầy cái mặt lên như vậy nè, xong rồi tiếp theo là một lớp pate, thêm một xiên rưỡi thịt nữa, giá là 20 cành. Kèm sẽ có cả đồ chua và tương ớt nữa nha. Còn món này mà ăn tại chỗ thì quán sẽ lấy một ổ bánh mì cắt ra làm 4, chát bơ phủ đều trên bề mặt bánh mì. Xiên thịt nướng thì tùy bạn thổi thôi, giá thịt heo với thịt bò nướng mỗi cây chỉ có 13 cành thôi. Đó là được phủ thêm một lớp bơ béo nữa nè mọi người. Điểm đặc trưng của cái bơ này là béo và ngọt nha. Đây, một ổ mua về nó sẽ thấm đậm thịt với nước sốt với lại pate dày nè mọi người ơi, ăn tới đâu là nó béo tới đó nha mọi người. Thịt thì thơm nếm rất là đậm đà. Xiên thịt heo thì tôi thấy lại mềm hơn, còn thịt bò là sẽ có cái độ dai dai. Và ở đây nêm nếm là thiên ngọt nha, xiên nướng nó cũng ngọt và bơ nó cũng ngọt và béo nữa, nên bạn nào mà không thích ăn quá ngọt thì có thể nên cân nhắc. Mà quấy sẽ có ăn kèm là đu đủ bào giòn rụm nha mọi người, ăn nó đỡ ngán lắm. Bỏ qua chuỗi Rama bánh mì thì bánh mì Bùi Thị Xuân vẫn là một cái chỗ bán bánh mì có pate đỉnh nhất nhì Sài Gòn. Đây mọi người thấy cục pate chất lượng chưa, và cái cô mà quét pate là siêu nhiều luôn nha mọi người ơi. Và ở đây á mọi người thì người ta vẫn xếp hàng ra vô liên tục nha, rất là đông khách luôn. Đặc trưng của bánh mì Bùi Thị Xuân đó chính là cái cục pate trước quầy nha mọi người ơi, nó siêu to luôn và pate ở đây cho rất là đậm tay siêu nhiều. Mỗi lần mà thấy cô quét pate là tôi phải mạnh dạn kêu cho cô một ổ đặc biệt rồi. Một ổ bánh mì bình thường ở đây có giá là 37 cành tôi nhớ là vậy á, còn một ổ đặc biệt thì có giá là 60 cành. Nhưng mà lưu ý nha, với một bạn bình thường nên kêu một ổ bình thường thôi, còn kêu một cái ổ đặc biệt là quá. Và phải dùng từ là tôi siêu mê bơ với lại pate ở đây luôn mọi người ơi. Coi chả với thịt mà cô sắp lên nè, nhìn mờ lem chưa. Sau khi 7-8 lớp chả lên rồi á thì cô sẽ cho thêm trà bông vô nữa nha, cái lượng trà bông trong đây cũng hơi bị nhiều luôn. Một ổ như vậy là siêu nhiều chả luôn nha. Ở đây người ta sẽ không có bỏ riêng ra như là những chỗ khác, như là cái đồ chua nha, người ta sẽ bỏ vô luôn cho mình, nhưng mà nó rất là to, mấy bà nhìn nè. Cái phần bên trong nó độn nguyên một cục lên, tôi cắn được có một góc nhỏ thôi nha, mà miệng tôi là cũng size lớn lắm rồi đó. Hỏi thiệt ở đây có ai mê pate của Bùi Thị Xuân giống tôi không mọi người? Cái pate nó thơm, nó béo nha, mà nó đậm đà mọi người, mà nó không có bị mặn đâu, nó rất là ngon. Bánh mì Bùi Thị Xuân thì cũng có rất là lâu đời ở Sài Gòn rồi, nó cũng là một trong những cái quán bánh mì mà ngon nhất nhì Sài Gòn luôn. Thật sự tôi rất là mê cái pate ở đây mọi người, mỗi lần ăn xong là mỗi lần thèm bánh mì là lại nhớ tới bánh mì Bùi Thị Xuân. Lúc nào ăn xong cái phần pate nó cũng tràn ra ứ hự như vậy luôn nè mấy bà. Bánh mì chảo khô lệ không dành cho những bạn ưa sạch sẽ. Lúc mà tôi đứng xếp hàng mua thì cũng hơi bỡ ngỡ bàng hoàng với cái tủ bán của cô, như trong clip các bạn cũng đã thấy. Nhưng để ý một xíu thì các bạn sẽ thấy được là ở đây chỉ có một mình cô chú bán thôi, nhưng vào giờ cao điểm sẽ rất là đông. Bởi vì quán bánh mì chảo BD này là cực kỳ nổi tiếng trên mạng luôn. Và nổi tiếng hơn là cái xúc xích chiên này nè, sau đó là chốt hạ với một chút muối rau củ. Không biết sao chứ nhỏ bạn đi chung với tôi nó ghiền cái muối rau củ ở đây lắm luôn. Nó kêu cái này là tinh túy của cái món bánh mì chảo ở đây luôn. Và ở đây là theo hình thức tự phục vụ nha, tức là bạn sẽ đứng đợi cô làm, sau đó tính tiền rồi tự cầm cái chảo vỗ bánh mì lại bàn ngồi luôn nha. Một phần như vậy có giá là 35 cành, gồm một cái trứng ấp la, một cái trứng đá. À mà nhờ vào cái kiểu chiên trứng độc lạ này nên được gọi là bánh mì chảo BD á. Một con cá mòi hộp ba cô gái, một cục phô mai, xúc xích chiên cắt lát nhỏ, hành tây và muối rau củ. Bánh mì ở đây sẽ được cô nướng sơ lại để cho giòn hơn. Và một điểm làm nên đặc biệt của món bánh mì cô lệ là xúc xích chiên giòn, ăn như kiểu bánh snack vậy á. Để nói bánh mì chảo đây có ngon xuất sắc hay không thì tôi sẽ trả lời là không. Nhưng bù lại cô chủ quán quá là dễ thương. Quán thì đông, lúc nào cô cũng trong trạng thái đang làm tất bật vậy á, chứ luôn miệng nói cười giỡn với khách. Mà người ta cũng coi dễ thương chứ mà. Cái dây dễ thương đó, còn mấy dây không có dễ thương người ta dục.